Tâm, sinh viên Mỹ bị tống giam 2 năm. Theo CyberScoop, hai sinh viên trên đã cố tiếp cận tài khoản hoàn thuế của Donald Trump khi ông còn là ứng viên tổng thống nhằm công khai thông tin ra bên ngoài. Năm 2016, khi vẫn điều hành văn phòng, ông Trump đã từ chối tiết lộ khoản hoàn thuế như hầu hết ứng viên tổng thống khác vẫn làm. Động thái này từng là chủ đề đàm tiếu của nhiều nhà hoạt động xã hội và báo giới. Cùng thời điểm đó, Harris, sinh viên cao đẳng Harvard tại Pennsylvania, nhận thấy anh có thể tiếp cận hồ sơ hoàn thuế của trump bằng cách tạo đơn FAFSA giả mạo. Đơn FAFSA sử dụng thông tin thuế để tính khoản nợ sinh viên nhưng cũng đồng thời cho phép người dân lấy thông tin trực tiếp từ sở thuế vụ mỹ miễn là họ có số thẻ an sinh xã hội và thông tin xác nhận cá nhân khác. Harris biết số thẻ an sinh xã hội của trump bởi nó từng bị tiết lộ trước đó. Harris rủ Star cùng thực hiện ý định này ngày 2 tháng 11 năm 2016 hai sinh viên này sử dụng máy tính trong khuôn viên trường học và cố tạo một tài khoản fafsa cho thành viên gia đình trump tuy nhiên tài khoản này đã tồn tại nên không thể tạo thêm hai sinh viên đã thiết lập lại mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bảo mật rồi sau đó cố sử dụng số thẻ an ninh xã hội của trump để lấy bản ghi thuế của ông nhưng việc này không thành công hiện luật sư của harris và hiệm star đang cố bào chữa giảm mức án phạt cho rằng đây là lần đầu tiên vi phạm của hai sinh viên này